Chào bạn, mình là Xuân Tú, các bạn đang đến với Án Khét Tiếng. Trong bệnh viện, khi một đứa trẻ được sinh ra, điều này thực sự là một sự kiện đáng mừng. Nhưng tại Quý Châu, một người đàn ông đã tàn sát vợ mình ngay sau khi cô vừa sinh con xong. Hắn ta đã xông vào phòng sinh và đâm chết vợ mình một cách dã man. Khi cảnh sát đến nơi, hắn ta ra tay khiến đầu của cô vợ lìa ra khỏi cổ và đặt nó bên cạnh thân thể cô. Sau khi có kết quả giám định pháp y, nạn nhân bị hơn 70 vết thương. Vào khoảng hơn 4 giờ chiều ngày 2 tháng 5 năm 2011, tại một phòng khám sản phụ thuộc Bệnh viện Nhân dân Đông Nam Quý Châu, tỉnh Quý Châu, một tiếng la hét kinh hoàng bất ngờ vang lên từ một phòng bệnh. Các nhân viên y tế và bảo vệ nhanh chóng chạy đến phòng số 21 nơi xảy ra sự việc. Khi mọi người mở cửa phòng, họ bị kinh ngạc trước cảnh tượng trước mắt. Phòng sinh đầy máu, một người đàn ông trung niên khoảng 40 tuổi cầm dao đang tấn công phụ nữ, đầu người phụ nữ bị lìa khỏi cổ và đặt bên cạnh. Bên cạnh còn có hai người thân trong gia đình cũng bị thương. Đối diện với kẻ tàn ác như vậy, nhân viên bảo vệ không dám tiến gần. Trong khi đó, người đàn ông cầm dao cũng nhìn thấy đám đông ngoài cửa. Với trạng thái mất kiểm soát, hắn quay lại tấn công những người này. Trong tình huống khẩn cấp, nhân viên bảo vệ nhanh chóng kéo chiếc xe đẩy bên cạnh để đẩy người đàn ông trở lại phòng. Vì còn có những phòng bệnh khác đang ở trong đó có hàng chục phụ nữ đang chuẩn bị sinh. Nếu kẻ tấn công trốn khỏi phòng, hậu quả sẽ không thể đoán trước. Vì thế, nhân viên bảo vệ vừa kêu cứu, vừa liên lạc với cảnh sát. Trong hơn 10 phút đó, không ai biết người đàn ông có thể tiếp tục tấn công hay không. Để tránh gây thêm thương vong, nhân viên bảo vệ tổ chức di chuyển khẩn cấp hàng chục sản phụ từ các phòng bệnh khác. Đồng thời họ ngăn chặn ngay tại cửa để ngăn người đàn ông này ra khỏi phòng. Trong quá trình này, kẻ tấn công có một số lần muốn lao ra khỏi phòng, nhưng lại bị nhân viên sử dụng gậy đánh trở lại. Đồng thời sau khi nhận được thông báo, cảnh sát Kylie đã nhanh chóng triệu tập các lực lượng chức năng như cảnh sát hành chính, cảnh sát trật tự và cảnh sát phòng cháy chữa cháy đến hiện trường vụ án. Khi nhìn thấy vết máu phủ khắp và một thi thể không có đầu, mọi người đều sốc. Sau khi thấy cảnh sát đến, người đàn ông tấn công lại trở nên mất kiểm soát. Hắn leo ra khỏi cửa sổ và đe dọa cảnh sát rằng nếu họ dám tới gần, hắn sẽ nhảy xuống. Lúc này cảnh sát chỉ có thể ổn định tâm trạng của hắn, rồi cố gắng đàm phán, hy vọng có thể thuyết phục. Người đàn ông hành hung vợ mình tên là Long Cửu Liệt, 48 tuổi, người tỉnh Quý Châu. Người vợ tên là Dương Thu Giang. 3 ngày trước đó, vợ mới sinh cho hắn một đứa con trai. Đáng lẽ, người chồng phải vui mừng, nhưng tại sao lại giết người? Theo lời khai của nhân viên bệnh viện, khi vợ hắn sinh con, Liệt cũng rất vui mừng và luôn bận rộn chăm sóc cô. Các bác sĩ của bệnh viện cũng cho biết Liệt là một người khá hiền lành, nhưng có lần hắn ta phàn nàn rằng chi phí y tế là quá đắt. Sau cuộc đàm phán, cảnh sát và bệnh viện đồng ý giảm phí cho Liệt. Tuy nhiên khi cảnh sát thông báo tin này cho Liệt, hắn ta vẫn không chịu xuống từ cửa sổ và không buông cái dao trong tay. Cảnh sát đã thuyết phục trong 1 giờ nhưng không có kết quả. Tâm trạng của Liệt rất bức xúc và ngay khi cảnh sát tiến lại gần một chút, hắn ta sẽ ngay lập tức phản công. Dựa trên tình hình hiện tại, cảnh sát đã lập ra 4 kế hoạch. Kế hoạch đầu tiên là cố gắng thuyết phục Liệt để hắn ta buông dao. Kế hoạch thứ hai là trong trường hợp thuyết phục không thành công, bắt buộc phải khống chế hắn đầu hàng. Kế hoạch thứ ba là nếu cảnh sát không thể bắt buộc Liệt thì buộc hắn nhảy xuống. Vì vậy, cảnh sát yêu cầu đội cứu hỏa đặt bạt trampoline dưới cửa sổ với ý định bắt Liệt ngay khi hắn chạm đất. Và kế hoạch cuối cùng là tiêu diệt hắn tại chỗ. Tóm lại, không được để Liệt chạy ra khỏi phòng bệnh và gây thương tích thêm cho người khác. Mặc dù cảnh sát hy vọng bắt sống hắn, nhưng Liệt không chịu nghe, tỏ ra ngạo mạn đến mức thậm chí ông trời cũng không thể làm gì. Hơn nữa, hắn ta liên tục cố gắng lao ra khỏi phòng, khiến cảnh sát lo ngại hắn có thể gây thương tích cho người khác. Do vậy, họ phải áp dụng biện pháp cưỡng chế. Tuy nhiên trong quá trình bắt giữ, Liệt vẫn cầm dao và thậm chí một số lần gần như đã chém trúng cảnh sát. Trong tình huống như vậy, họ phải báo cáo lên cấp trên. Sau khi được sự chấp thuận của lãnh đạo, đội đặc nhiệm tại hiện trường đã bắn Liệt tử vong. Sau đó, cảnh sát tiến hành điều tra hiện trường và thu thập chứng cứ. Theo thống kê, vụ việc này đã gây ra 1 người chết, 2 người bị thương. Vợ của Liệt là Giang bị đâm 78 nhát dao và tử vong tại chỗ. Người bị thương là họ hàng của Giang, ông Giang Lão Hàn. Theo lời kể của ông Hàn, vào ngày xảy ra vụ án, sau khi biết cháu gái sinh con, ông đã cho vợ nấu một con gà hầm và mang đến cho cháu gái, hy vọng giúp cháu bồi bổ sức khỏe.
nhưng khi ông đang cho Giang uống canh gà thì Liệt đến. Lúc đó cháu gái rất vui mừng khi thấy hắn, nhưng ông Hàn cảm thấy có gì đó không ổn vì Liệt vừa sinh con, và lý thuyết là hắn ta nên vui mừng thì đúng hơn. Nhưng khi hắn ta vào trong, khuôn mặt hắn trở nên u ám. Khi ông Hàn chuẩn bị tiến lại để hỏi thăm, sự việc không may xảy ra. Liệt bất ngờ rút ra một con dao từ phía sau, đâm thẳng vào cổ vợ. Ông Hàn hoảng sợ trước cảnh tượng này và nhanh chóng tiến lại gần ngăn chặn. Nhưng ông không phải đối thủ của hắn, với sức khỏe yếu đuối và nhanh chóng bị đâm nhiều nhát dao liên tiếp rồi ngã xuống đống máu. Vợ ông Hàn thấy tình hình cũng vội vàng tiến lại ngăn chặn, nhưng cũng bị Liệt tấn công. Vì vết thương nặng, cả hai được đưa vào phòng cấp cứu. Với cái chết của Liệt, nguyên nhân hành động của hắn cũng trở thành ẩn số. Tuy nhiên khi vụ án được công bố, mọi người bắt đầu suy đoán về động cơ của Liệt. Có người thì nói rằng Liệt có vấn đề về tinh thần và hắn đã phát cuồng vì bệnh. Cũng có người nói rằng hắn ta phát hiện ra con trai không phải của mình, gây thất vọng và tức giận nên giận dữ, giết người. Nhưng sau cuộc điều tra, cảnh sát phát hiện rằng Liệt chưa bao giờ nghi ngờ con trai không phải của mình và vợ hắn cũng không có tin đồn về hành vi không đứng đắn. Vậy tại sao hắn lại muốn giết người và bằng cách trả thù cực đoan như vậy? Khi cảnh sát đang bối rối không hiểu thì gia đình của Liệt đưa ra câu trả lời. Họ cho rằng Liệt giết người là do cãi nhau với Giang. Hắn ta đã trở nên căng thẳng tinh thần, mất kiểm soát và sức khỏe tâm lý nên mới giết người. Tuy nhiên gia đình của Giang thì không đồng ý. Họ cho rằng nếu chỉ vì một vài lời cãi vã thì không ai giết người. Họ cho rằng nguyên nhân thực sự của việc hắn giết người là vì hắn quá tàn bạo. Và ngay sau đó họ còn nói một câu khiến cảnh sát kinh ngạc. Đây không phải lần đầu hắn giết vợ. Lần thứ ba rồi. Điều này làm cảnh sát hoang mang không biết chuyện gì đang xảy ra. Thì ra trước khi kết hôn với Giang, Liệt từng có hai cuộc hôn nhân. Người vợ đầu tiên của hắn kết hôn không được lâu thì mắc một căn bệnh nặng và qua đời. Sau đó Liệt kết hôn với người vợ thứ hai, nhưng cũng không kéo dài lâu, vợ hắn lại tự sát. Vì vậy người dân trong làng nói rằng hắn khắc vợ. Do vậy khi Liệt và Giang yêu nhau, cha của Giang không ngừng phản đối. Tuy nhiên Giang không chấp nhận điều này và cuối cùng cô kết hôn với Liệt. Nhưng không ngờ, lời nói của cha cô thành sự thật khi cô trở thành người vợ thứ ba của Liệt và bị giết. Mặc dù quan điểm nhận được sự đồng thuận của người dân trong làng, nhưng nó không thể làm căn cứ pháp lý. Do vậy, cảnh sát chỉ có thể tìm kiếm dấu vết khác. Trong quá trình điều tra, cảnh sát biết được Liệt không có tính cách cứng đầu. Ngoài ra hắn ta còn mắc chứng đau đầu. Khi cơn đau xảy ra, hắn ta trở nên bồn chồn, không bình thường và thường làm những việc không lường trước. Một lần khi hắn ta và một số người bạn cùng làng đi làm việc trong thành phố, trên chuyến tàu hắn đột ngột nói với bạn bè rằng có người muốn hại hắn. Những người bạn biết rằng hắn có chứng bệnh này nên không chú ý. Nhưng không lâu sau đó, hắn ta bất ngờ nhảy xuống từ tàu. Gia đình đã nhiều lần khuyên hắn đi kiểm tra tại bệnh viện, nhưng vì hạn hẹp tài chính, hắn không bao giờ đi kiểm tra. Vì vậy có thể Liệt thực sự mắc chứng rối loạn tâm thần và đột ngột trở nên điên cuồng. Nhưng ngay cả khi có chứng rối loạn tâm thần, sự điên cuồng vẫn cần có nguyên nhân kích thích. Khi Giang sinh con, điều gì xảy ra để kích thích hắn đến mức như vậy? Liệt đã gặp Giang thông qua sự giới thiệu của người khác vào năm 1993. Giang với vai trò là con cả trong gia đình, cô phải chăm sóc đứa em và giúp đỡ ba mẹ làm việc. Vì vậy đến khi trên 30 tuổi mà cô vẫn chưa lấy chồng. Giang nhìn thấy rằng nếu không sớm lấy chồng, cô sẽ khó có thể tìm được cuộc hôn nhân. Do vậy Giang đã giảm tiêu chuẩn và đồng ý với đề nghị của Liệt, mặc cho sự phản đối của cha mẹ. Tuy nhiên không lâu sau khi kết hôn, cô bắt đầu hối tiếc về quyết định của mình. Điều này bởi vì gia đình của Liệt sống trong một vùng núi, không có nguồn kinh tế ổn định. Cuộc sống của Giang trở nên rất vất vả. Đặc biệt là sau khi mang bầu, Giang nhận ra tầm quan trọng của tiền bạc. Vì không có tiền, cô không thể đi khám thai định kỳ, và một số y bác sĩ, y tá còn coi thường cô. Đối mặt với ánh mắt khinh miệt của những người đó, Giang cảm thấy tủi nhục. Khi trở về nhà sau một ngày vất vả, cô lại thấy Liệt đang nằm trên giường ngủ say. Giang trở nên tức giận khi nhìn thấy điều đó. Cô trách móc hắn rằng không ngạc nhiên gia đình chúng ta nghèo như vậy, tất cả đều do anh. Liệt bị vợ đánh thức và giải thích rằng hắn ta đi hái ốc quế suốt đêm trước đó, thế nên hôm sau cần ngủ nhiều. Nhưng Giang càng tức giận hơn khi nghe điều đó. Ốc quế có giá trị bao nhiêu? Ngay cả đi làm công trường, ngày cũng kiếm được 100-200 đồng. Nếu anh tiếp tục như vậy, làm sao chúng ta có thể nuôi con? Liệt giải thích rằng không phải là vì hắn không muốn cố gắng, mà là khi hắn còn nhỏ đã từng ngã khi leo núi. Dù đã cứu sống được nhưng không thể làm công việc nặng. Vì vậy hắn chỉ có thể làm công việc đơn giản để kiếm tiền. Nghe điều đó,
Giang càng tức. Anh không thể làm công việc nặng nề. Trước khi kết hôn, tại sao anh không nói với tôi rằng anh không thể làm công việc nặng? Theo Giang, chồng chắc chắn đang tìm cớ cho sự lười biếng. Cuộc sống trôi qua từng ngày trong sự oán trách của Giang. Khi đến ngày sinh dự kiến, vì thai nhi quá lớn và xương chậu của Giang thì nhỏ, bác sĩ đề xuất phẫu thuật. Nhưng phẫu thuật mổ đòi hỏi hơn 35 triệu mà Liệt thì hoàn toàn không có tiền. Nhưng để an ủi vợ, hắn ta chỉ có thể cố gắng đi vay. Tuy nhiên sau một ngày, hắn chỉ vay được có 7 triệu, khiến Giang cảm thấy lo lắng. Làm sao người đã 40 tuổi mà không thể có hơn 10.000 đồng? Người nghèo như anh, ai muốn cho anh mượn tiền? Mẹ của Liệt thấy con trai bị con dâu mắng mỏ và lên tiếng giúp đỡ con. Bà nói rằng con trai đã cố hết sức, Giang không nên nói những lời tổn thương như vậy. Thấy vậy, Giang đã nói một cách tức giận. Anh chỉ là người được các ông bà chiều chuộng. Tôi làm gì ác mà lại kết hôn với gia đình như vậy? Không chỉ nghèo mà còn không có lý lẽ. Ngay sau khi nói xong, cô cảm thấy đau quặn trong bụng. Liệt nhanh chóng đưa cô tới viện. Sau khi đặt tiền cọc, hắn không còn một xu. Để tìm tiền phẫu thuật, hắn đã vay tiền từ tất cả người thân và bán hồ cá của gia đình với giá thấp. Còn Giang, ngay sau khi vừa sinh con trai đã muốn rời đi với con. Liệt, người đã từng ly hôn 2 lần trước đó mà không có con cái, đặc biệt quan tâm đến đứa bé này, trở nên hốt hoảng. Thêm vào đó, áp lực về kinh tế khiến bệnh đau đầu tái phát và ý định điên rồ bắt đầu xuất hiện trong tâm trí của hắn. Ngày 2 tháng 5, Liệt mua một con dao trên đường phố, chuẩn bị tấn công. Tuy nhiên trong phòng bệnh không chỉ có Giang mà còn có 2 người khác. Khi họ nhận ra sự bất thường của Liệt, họ đã cố gắng bảo vệ Giang bằng cách kêu cứu và ngăn cản. Tuy nhiên họ không thể cứu được Giang. Sau khi cảnh sát đến, Liệt nói rằng hắn không thể chi trả tiền viện phí. Mặc dù bệnh viện đồng ý miễn phí cho hắn, nhưng Liệt lúc này không thể nghe thấy bất cứ điều gì. Cuối cùng, hắn bị bắn chết tại chỗ, chỉ còn lại đứa bé mới sinh và nỗi đau vô tận của 2 gia đình. Vụ án được làm sáng tỏ. Theo quy ước địa phương, người thân của Dương Thu Giang có thể đưa con gái về nơi an táng. Nhưng điều đáng chú ý là họ vẫn đang là vợ chồng, họ sẽ được an táng cùng nhau. Trong vụ án đau lòng này, đứa trẻ thành nạn nhân đáng thương nhất. Chỉ sau 3 ngày từ khi chào đời, nó mất cả cha và mẹ. Điều này sẽ tác động rất lớn đến tâm lý của đứa trẻ nếu nó biết rằng cha mẹ qua đời trong bi kịch như vậy. Lúc này, trong sự tàn nhẫn của thực tại, đứa trẻ phải đối mặt với cuộc sống đầy khó khăn. Tâm lý của nó có thể bất ổn. Nỗi đau, sự mất mát sẽ gắn liền với linh hồn nhỏ bé, để lại những vết thương không thể lành. Nó có thể nhút nhát, không tin tưởng thế giới và gặp khó khăn trong việc thiết lập mối quan hệ. Tuy nhiên sự quan tâm và chăm sóc từ những người xung quanh có thể là yếu tố quan trọng giúp cho đứa bé này. Những tình thương và sự ủng hộ từ gia đình mở rộng, bạn bè, cộng đồng có thể giúp đắp xây niềm tin và tạo điều kiện cho sự phát triển và hạnh phúc của đứa trẻ trong tương lai. Thông thường thì người mắc chứng bệnh này rất hay hoang tưởng rằng những người xung quanh đang muốn hại họ, từ đó luôn sống trong tình trạng lo lắng bất an. Hậu quả để lại của bệnh tâm lý này là khá đa dạng, từ mức độ nhẹ như trở nên rụt rè, thu mình, cho tới mức độ nặng là chấm dứt cuộc sống của người khác như trong vụ án mình sắp kể sau đây. Mời các bạn cùng nghe câu chuyện này và rất mong các bạn ủng hộ video một like, hãy bấm đăng ký kênh nếu đây là lần đầu tiên các bạn đến với Án Khét Tiếng nhé. Cảm ơn các bạn. Vào khoảng 23 giờ tối mùng 2 tháng 7 năm 2012, tại tòa ký túc xá Nam số 7 thuộc Đại học Khoa học Tự nhiên Thiểm Tây, đã xảy ra một việc vô cùng đau lòng. Người ta chứng kiến trong phòng 214 có một nam sinh tử vong nằm giữa vũng máu. Bên cạnh là một nam sinh khác trong tay cầm một con dao dài hơn 30cm. Nam sinh này đang chuẩn bị trốn khỏi hiện trường. Hắn rất hung hãn khiến những người xung quanh không dám can ngăn vì hắn đã dọa nếu ai bước tới sẽ đâm người đó. Nam sinh này ném dao xuống đất, chạy trốn trước con mắt của những người đứng đó. Còn nam sinh nằm trên vũng máu thì nhanh chóng được đưa tới bệnh viện. Thế nhưng vì vết thương quá nặng nên vào lúc 23 giờ 40 đã tử vong. Cảnh sát Tây An ngay lập tức có mặt tại hiện trường. Cũng bởi ở đây có rất nhiều nhân chứng cho nên không khó để xác định được danh tính nghi phạm. Đó là Trương Hoa Phú, sinh viên năm 3 chuyên ngành cơ khí. Nạn nhân là Mật Gia Canh, bạn học của hắn. Cũng là một chàng sinh viên thành tích học tập rất tốt, đứng đầu lớp. Đêm đó, Phú đạp tung cửa phòng 214. Từ phía sau, túm lấy vai Canh và dùng một con dao dài 30cm đâm nạn nhân. Đầu con dao thậm chí còn bị bẻ cong
vì Phú dùng lực quá mạnh. Những người chứng kiến cho biết, trước khi Mật Gia Canh bị đâm, họ không có chút xích mích to tiếng nào. Sau khi gây án, Phú cứ thế vứt lại hung khí, chạy trốn. Không ai biết hắn đi đâu. Tại hiện trường, ngoài hung khí, cảnh sát còn tìm thấy cuốn nhật ký của Trương Hoa Phú. Trong đó có đoạn: "Con dao này quả thực là con dao tốt, cực kỳ sắc bén. Cậu ta muốn đánh đổi mạng sống, lấy sự trong sạch. Tại sao tới năm ba đại học cậu ta lại trở thành như vậy? Tôi trong lòng luôn rất kính nể Võ Tòng ở chỗ dám nghĩ, dám làm, dám giết những kẻ làm hại mình." Nhật ký của hắn cũng nhắc đến bộ phim Thủy Hử. Qua những dòng này, có thể thấy Trương Hoa Phú đã căm ghét và muốn trả thù ai đó, rất có thể là nạn nhân. Có lẽ hắn đã lên kế hoạch giết người từ lâu, chứ không phải hành động tự nhiên tự phát, thậm chí có chút liên tưởng như phim. Lực lượng chức năng chia nhau tìm kiếm nhiều địa điểm mà hung thủ có thể lẩn trốn, trong đó có toàn bộ khuôn viên trường, nhà ga hay bến xe, thậm chí còn sợ hung thủ nghĩ quẩn, tìm kiếm luôn cả mấy chỗ người đời hay lui tới tự vẫn. Mặc dù tìm kiếm khắp nơi nhưng không có kết quả. Cảnh sát suy đoán, nếu Trương Hoa Phú không tự sát, rất có thể hắn đã trốn về quê, tức huyện Đan Phượng, thành phố Thượng Lạc, tỉnh Thiểm Tây. Tuy nhiên, ở quê khi đó chỉ có chị gái và anh rể của hung thủ. Cảnh sát liên lạc với hai người này, thông báo sơ qua về vụ việc, rồi dặn họ nếu thấy động tĩnh gì của Trương Hoa Phú thì phải ngay lập tức liên lạc với cảnh sát. Cảnh sát sau đó cũng nhanh chóng di chuyển đến huyện Đan Phượng, gặp chị gái hung thủ. Cô nói Hoa Phú không hề liên lạc. Cảnh sát sau đó lái xe đưa cô tới nhà máy, thẳng tới khi gặp bác bảo vệ trước cổng tòa nhà, họ mới dần gỡ được nút thắt quan trọng trong việc truy tìm. Bác bảo vệ nói, ngày 3 tháng 7, tức ngay sau ngày xảy ra vụ án, có một cậu cởi trần đến trước cổng nói muốn tìm chị gái. Nghe tới đây, cảnh sát bắt đầu truy vết qua camera giám sát, thì nhìn thấy Trương Hoa Phú đang đứng cùng chị gái trao đổi gì đó. Trước bằng chứng rõ như ban ngày, chị gái hắn cuối cùng phải thừa nhận. Cô nói Trương Hoa Phú kể vừa mới đánh nhau cùng bạn, lại nhìn thấy cánh tay em trai bị thương nên không nỡ, cô cho em chút tiền rồi mới đi. Cảnh sát đương nhiên nghi ngờ về cánh tay bị thương, thế nhưng trước tiên họ cần giải quyết chuyện quan trọng hơn là bắt giữ hung thủ. Họ suy luận rất có thể Trương Hoa Phú sẽ đi chữa cái tay bị thương, lập tức để mắt tới những bệnh viện trong vùng. Rất nhanh sau đó, cảnh sát đã có kết quả. Nơi đây có một phòng khám tư nhân từng tiếp nhận một bệnh nhân có cánh tay trái bị gãy nghiêm trọng. Thế nhưng chị của Phú sau đó vẫn bao che cho em trai, nên cuối cùng cảnh sát chẳng rõ tung tích của hắn. Mãi về sau, cảnh sát mới tra ra Trương Hoa Phú lên một chuyến xe đi thẳng tới Thượng Hải. Cảnh sát Tây An ngay lập tức phối hợp cùng cảnh sát Thượng Hải truy bắt đối tượng. Cho tới ngày 19 tháng 7, Trương Hoa Phú bị phát hiện đang lẩn trốn trong một nhà kho bỏ hoang tại thôn Thành Trung, huyện Gia Định. Sáng sớm ngày 21 tháng 7, tức 19 ngày sau khi xảy ra vụ án, nhờ sự phối hợp chặt chẽ của cảnh sát hai tỉnh, nghi phạm hình sự Trương Hoa Phú bị bắt và đưa ra công lý. Thời điểm bị bắt, trên người Phú chỉ còn vỏn vẹn 21 tệ, tức khoảng hơn 70.000. Nhiều ngày sống lang thang không nơi ở khiến hắn vô cùng tàn tạ. Cánh tay trái bị thương vẫn còn đang băng bó. Phú khai nhận bản thân trong lúc chạy trốn thì thấy nhiều xe tải lớn đang xếp hàng đợi trả tiền qua trạm thu phí. Phú nảy ra ý định lén lút trèo vào khoang sau của xe tải. Chiếc xe này đang trên đường đến Đan Phượng, tức quê hắn. Khi nhảy xuống, không may bị gãy tay trái. Hắn cố chịu đau để tới chỗ chị gái xin tiền. Sau khi trốn qua Thượng Hải, hắn kiếm sống bằng nghề thu gom rác. Vậy tại sao hắn lại giết Mật Gia Canh? Phú sinh vào tháng 6 năm 1986 trong một gia đình nông thôn nghèo khó tại huyện Đan Phượng, tỉnh Thiểm Tây, Trung Quốc. Trong bốn anh chị em, Phú là người có thành tích học tập tốt nhất, cũng nghiễm nhiên trở thành niềm hy vọng lớn nhất của gia đình về ước mơ thay đổi vận mệnh. Trương Hoa Phú sống khép kín, ít nói, ngại tiếp xúc với thế giới. Phú không muốn mãi chôn vùi cuộc đời mình tại vùng núi nghèo khổ, nên từ nhỏ đã học tập vô cùng chăm, đỗ vào trường trung học tốt nhất địa phương, trở thành một cậu học trò giỏi nhưng hướng nội trong mắt giáo viên và bạn học. Trương Hoa Phú coi việc học đại học như là chìa khóa đổi đời, cho nên vô cùng cố gắng. Nhưng mãi tới năm 23 tuổi mới thi đỗ Đại học Khoa học Tự nhiên Thiểm Tây.
Vũ nói hồi năm nhất, năm hai, thành tích của hắn vẫn rất tốt, cũng có nhiều bạn. Nói chung là cuộc sống đại học có chút sắc màu. Nạn nhân Mật Gia Canh là một trong số những người bạn cùng phòng ký túc của hắn. Phú luôn cảm thấy Mật Gia Canh có ý cô lập hắn. Hắn không chịu nổi nên chuyển phòng khác. Thế nhưng Trương Hoa Phú đổi ký túc mấy lần nhưng kết quả vẫn không hòa hợp được với bạn cùng phòng. Ai nhìn vào cũng thấy vấn đề nằm ở Phú chứ không phải bạn cùng phòng. Chỉ mình hắn là không thấy thế, nhất mực đổ lỗi cho người khác. Trường nào thì cũng sẽ có những suất học bổng khuyến khích học tập. Đại học Khoa học Tự nhiên Thiểm Tây không ngoại lệ. Trương Hoa Phú cũng là con cái thuộc hộ nghèo, cho nên cũng nằm trong số đối tượng có cơ hội được nhận học bổng. Nửa cuối năm 2011, nhà trường bắt đầu xét học bổng cho các sinh viên hoàn cảnh khó khăn. Trương Hoa Phú tin rằng với hoàn cảnh vô cùng nghèo khó, chắc chắn học bổng hạng A trị giá 3.500 tệ sẽ thuộc về hắn, tức khoảng 11 triệu 9. Thế nhưng thực tế hắn chỉ nhận được học bổng loại B trị giá 2.500 tệ, tức 8,5 triệu. Trương Hoa Phú vốn đã quen đổ lỗi cho người khác, thế nên hắn quay sang nghi ngờ có ai đó gây rối, và chính xác người hắn nghi ngờ là Mật Gia Canh. Tuy nhiên Phú đâu thể làm gì ngoài sự ấm ức trong lòng. Hắn ngày càng nhạy cảm hơn, luôn cảm thấy Mật Gia Canh nói xấu sau lưng mình, khiến cả lớp cô lập hắn. Phú dần trở nên cô đơn, lạc lõng, không có một người bạn, và trầm cảm. Trầm cảm kéo dài khiến Phú mất dần hứng thú với việc học. Hắn không thích đi học, thay vào đó chỉ thích la cà quán net, chơi game. Tháng 10 năm 2011, Phú thậm chí còn sa vào bài bạc, thua tận 2.000 tệ trong một đêm. Phú cũng trượt gần hết các môn. Đối với người có lòng tự trọng cao như Trung Hoa Phú, đây là một đòn nặng nề vào tâm lý. Hắn ngày càng chán sống, thậm chí mua sẵn một con dao để có thể tự sát. Ngày 17 tháng 12, Phú viết một lá thư tuyệt mệnh. Tuy nhiên, cuối cùng hắn lại thôi, không tự sát. Mỗi lần nhìn thấy bạn cùng lớp, nhất là Mật Gia Canh, hắn sẽ cảm thấy vô cùng tức giận. Vào ngày xảy ra sự việc, Trương Hoa Phú tới lớp với tâm trạng chán nản. Xung quanh bạn bè thì không ai muốn lại gần. Hắn sau đó trốn học ra quán net để giải tỏa, thế nhưng không có tác dụng. Phú nghĩ đến chuyện mình trượt quá nhiều môn, ở trường mệt mỏi, buồn tủi, lòng lại tràn đầy oán hận, bất bình mà trở về ký túc. Trương Hoa Phú gọi điện cho bố mẹ xin trợ cấp vì hắn không còn đồng nào, nhưng bố mẹ không đồng ý. Hắn nói hắn muốn nghỉ học rồi tới Quảng Đông để làm việc, nhưng họ cũng không cho, khiến hắn phát điên lên. Ngay lúc này, ký túc xá đối diện lại truyền đến tiếng cười đùa của Mật Gia Canh. Trương Gia Phú cảm thấy tiếng cười này vô cùng khó nghe, cho nên trong một khoảnh khắc, hắn xông vào phòng đâm chết bạn học. Năm 2013, Tòa án Nhân dân Tây An tuyên án Trương Hoa Phú phạm tội cố ý giết người, kết án tử hình, bị tước quyền công dân suốt đời. Hành động của Trương Hoa Phú để lại cho những người xung quanh cũng như những người theo dõi vụ án nhiều suy nghĩ. Đáng lẽ khi bị người khác vu khống, bịa đặt, nói xấu thì đầu tiên ta nên làm là xác minh, làm rõ câu chuyện, rồi tìm bằng chứng chống lại, rồi từ từ tìm cách giải quyết. Hoặc nếu quá nóng tính thì dùng chút bạo lực với đối phương thì chắc có lẽ cũng tạm chấp nhận. Thế nhưng Trương Hoa Phú không phải cả hai kiểu người này. Hắn là kiểu người ảo tưởng bản thân là người bị hại, cảm thấy xung quanh đều là người xấu, nên cuối cùng chọn cách giải quyết cực đoan, kết liễu sinh mạng của người khiến hắn cảm thấy bất an. Qua vụ này, chúng ta có thể thấy rõ tầm quan trọng của việc quan tâm đến tâm lý người thân và những người xung quanh, cũng như quan trọng của việc thích nghi về xã hội. Chỉ có để ý mới có thể biết đối phương có vấn đề tâm lý hay không, từ đó tìm được cách trị liệu cho người đó, tránh những chuyện đáng tiếc có thể xảy ra. Vậy là vụ giết bạn học chỉ vì học bổng đã khép lại. Bạn có suy nghĩ gì không? Hãy comment phía dưới nhé. Nếu thích video, hãy bấm like và đăng ký kênh nhé. Cảm ơn các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại.